sau khi tốt nghiệp Đại học Thương mại chuyên ngành Kinh tế. Chị Ninh tiếp tục học thạc sĩ tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Chị công tác tại Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương được hơn 14 năm. Những đóng góp của chị được tập thể nơi công tác và cộng đồng ghi nhận. Ở tuổi 40, chị đảm nhận vị trí quan trọng trong một cơ quan của chính phủ. Công việc kế toán của chị khá căng thẳng. Những đợt cao điểm, chị và các đồng nghiệp phải làm việc đến 14 tiếng mỗi ngày, 8 giờ sáng đến 21, 22 giờ. Thế nhưng, chị luôn cân bằng được công việc và cuộc sống gia đình. Chị có một gia đình hạnh phúc với hai con. Bởi vậy, nhiều người ngưỡng mộ. Chị là người thành đạt. Phụ nữ thành đạt, mẫu số chung đó là vừa đạt được thành công ngoài xã hội và vừa chu toàn cho hạnh phúc gia đình, biết cân đối công việc và gia đình. Và quan trọng nhất, họ không đổ vỡ trong hôn nhân. Sự ghi nhận dường như có phần giảm bớt nếu người phụ nữ có vị thế trong sự nghiệp nhưng lại đổ vỡ trong hôn nhân. Một người phụ nữ thành công và biết chăm lo chồng con cùng việc gia đình là hình tượng đáng ngưỡng mộ, được tôn vinh. Điều này cũng là hợp lý, bởi tỷ lệ phụ nữ có thể đảm đương cùng lúc hai việc thì không phải nhiều. Nếu như trước đây, vai trò của người phụ nữ được gói gọn trong cụm từ thiên chức chăm sóc gia đình, thì giờ đây, thời hiện đại, phụ nữ có xu hướng đảm đương nhiều hơn công việc xã hội, dù công sức phải bỏ ra là gấp đôi. Kể từ năm 2019, con số này đã có thể được đo lường. Điều tra lao động việc làm của Việt Nam đã đưa vào bảng hỏi những câu hỏi về việc phụ nữ và nam giới sử dụng thời gian của họ như thế nào. Những kết quả ban đầu sử dụng phương pháp này ở Việt Nam đã cho thấy phụ nữ dành 11 giờ mỗi tuần để nấu nướng, trong khi nam giới chỉ dành 0,7 giờ cho việc này. Phụ nữ đi làm dành gần 39 giờ một tuần cho công việc, cộng thêm 23,5 giờ làm việc nhà. Nam giới làm việc 40 giờ một tuần, nhưng chưa đến 11 giờ làm việc nhà. Khái niệm trách nhiệm gấp đôi là để chỉ việc một người phụ nữ phải gánh vác trách nhiệm với gia đình, cũng như trách nhiệm công việc. Trên thế giới, tỷ lệ lao động nữ thấp hơn Việt Nam rất nhiều. Chúng ta có thể thấy khối lượng của trách nhiệm gấp đôi mà người phụ nữ phải gánh vác. Thời gian dành cho công việc của nữ tương đương với nam giới, nhưng thời gian dành cho việc nhà thì có khác biệt rất lớn. Và ở Việt Nam, phụ nữ gắn liền với hình ảnh người quan tâm, chăm sóc. Và bởi trách nhiệm gấp đôi đó, phụ nữ không có đủ thời gian. Người phụ nữ không thể dành 39 tiếng làm việc một tuần, cộng thêm 24 giờ cho công việc nhà, mà vẫn có thời gian học hỏi để trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn. Những tiêu chuẩn hay trách nhiệm gấp đôi này vô hình nhưng lại trở thành mục tiêu sống, yếu tố để định vị chất lượng cuộc sống của người phụ nữ bao lâu nay. Nó giống như những bức tường kính kiên cố ngăn cản sự phát triển của phụ nữ. Và không chỉ có bức tường kính xung quanh mà cả trần kính cũng tồn tại từ lâu. Ngay trong họp Quốc hội Việt Nam khóa 13 đã bàn luận sôi nổi và đưa ra định nghĩa rõ ràng về tường kính và trần kính. Trần kính là những rào cản vô hình được dựng nên bởi những định kiến cản trở phụ nữ nắm giữ những chức vị quản lý cấp cao. Tường kính là rào cản vô hình áp đặt sự phát triển nghề nghiệp của phụ nữ vào những lĩnh vực cụ thể. Đây không chỉ là cuộc họp đưa ra những định nghĩa, mà đó là bước đi tiếp theo trong những thay đổi để đảm bảo bình đẳng giới. Trước đó, nữ giới Việt Nam đã có tổ chức chính trị riêng, đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, và tỷ lệ nữ giới đại diện trong cơ quan lập pháp của Việt Nam luôn thuộc nhóm có thứ hạng cao nhất trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung. Và tỷ lệ này ngày càng tăng. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội cao trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quan niệm truyền thống được nới lỏng, những định kiến thâm căn cố đế được xóa bỏ. Bởi vậy, nhiều phụ nữ không còn bị trói buộc vào những lời khen, những hình mẫu phụ nữ thành đạt mặc định trước kia. Trong công việc, phụ nữ Việt Nam thuộc nhóm năng động nhất trên thế giới. Năng động trong ngữ cảnh này nghĩa là tham gia thị trường lao động, bao gồm cả việc được tuyển dụng hay chủ động tìm kiếm việc làm.
Phụ nữ đóng vai trò đáng kể trong nền kinh tế cũng như thị trường lao động Việt Nam. Từ năm 2008, khoảng cách về giới trong lĩnh vực việc làm đã được thu hẹp. Nhìn từ góc độ quốc tế, Việt Nam đang thực hiện khá tốt. Trên thế giới, 47,9% phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia thị trường lao động, thấp hơn ở nam giới gần 30%. Bức tranh của Việt Nam lại hoàn toàn khác biệt. Trong quý đầu năm 2019, 71,1% phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia thị trường lao động. Chênh lệch với tỷ lệ này của nam giới chỉ là 11,3%. Nhiều phụ nữ Việt Nam mong muốn vươn mình và thực hiện ước mơ của bản thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, những cái công việc đầu tiên của mình đấy là mình làm marketing cho các công ty dược. Và sau đó thì mình cũng có thay đổi công việc, số lần thay đổi thì cũng kha khá. Thì mình luôn mong muốn rằng là mình tìm được những cái công việc mà có độ thử thách cao hơn. Đó cũng có thể là một đặc tính của tuổi trẻ. Tuy nhiên thì cũng có thể nó xuất phát từ cái việc là mình mong muốn học được nhiều thứ để sau này mình làm được một cái gì đấy cho bản thân mình. Đang có công việc ổn định tại công ty dược lớn, chị Liên quyết định nghỉ việc và gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Đó là sản xuất sản phẩm dầu gội, dầu tắm cho bà mẹ sau sinh, được chiết xuất từ thảo dược. Hiện tại thì Hòa Bình Thịnh Vượng đang có hai dòng sản phẩm chính, đấy là sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, sắp tới là các sản phẩm đông dược. Thì hiện tại bên mình đang có cái dòng sản phẩm mỹ phẩm là cao, với thương hiệu là cao, cao sữa tắm và cao dầu gội. Sản phẩm này thì phân khúc hiện tại bọn mình đang định hướng vào cho mẹ bầu và mẹ sau sinh. Khi bắt đầu sự nghiệp của mình, khó khăn đến với chị Liên không phải là áp lực gia đình, không phải là những quy định từ các bậc phụ huynh là phải dành thời gian cho nữ công gia tránh nhiều hơn. Mà khó khăn nhất đó là việc vượt qua những nghi ngại, chị là phụ nữ còn quá trẻ. Với phụ nữ thì đúng là khi mà đi làm hay là đến bây giờ nó sẽ có sự khó khăn hơn. Tại vì là khi mà tiếp cận với một cô gái trẻ thì mọi người sẽ có nhiều tính hoài nghi hơn để có thể là tin tưởng vào cùng đầu tư hay là cùng phát triển sản phẩm. Thay vì một cô gái thì đấy là một người đàn ông thì họ sẽ tin tưởng nhiều hơn. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện tin tưởng, thì thường phụ nữ sẽ không được tin tưởng như đàn ông. Câu chuyện thứ hai nữa đấy là sức khỏe của phụ nữ cũng không được như đàn ông. Thứ ba đấy là các hoạt động quạt dao. Ở đây ví dụ như là chúng ta tiếp khách thì là những cái đấy thì là nam giới thì sẽ thuận tiện hơn là phụ nữ. Thì với những cái xã hội đặc thù như Việt Nam thì công việc thì không chỉ là công việc mà còn các yếu tố bên ngoài nữa. Chính vì vậy nên là phụ nữ cũng gặp khó khăn hơn trong công việc cũng như là các cái hoạt động mà để phát triển được bản thân phụ nữ. Có những năm đầu tiên là sản phẩm ra tồn kho, thì bà được nhìn kho thôi mà sốt ruột lắm á. Nó là cái bước đầu tiên để mình có thể tiếp tục hay không tiếp tục làm nữa. Sản phẩm mình ra làm ra rất là tốt, tại sao mình không bán được? Mà bây giờ làm ra rồi mà để như thế này thì không được, mà phải quyết tâm cho ra thị trường. Vì những cái sản phẩm này là những sản phẩm mình đều phải thử nghiệm trên chính bản thân mình. Mình thấy nó thực sự hiệu quả thì mình mới cho ra. Khi mà thấy nó hiệu quả như thế, tại sao nó không ra được thì nó giống như là nó thôi thúc mình là buộc mình phải cho ra. Dù khi mà cho ra rồi thì mọi người phản hồi tốt về sản phẩm thì đấy là cái động lực để cho mình tiếp tục mình theo đuổi nó. Sau khi vượt qua khó khăn, tất cả bộ phận của công ty lại vào guồng làm việc với mong muốn khẳng định thương hiệu. Từ khâu nghiên cứu đến sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Vì sự tồn tại và phát triển của sản phẩm mà họ cùng nhau tâm huyết. Bản thân chị Liên cũng muốn khẳng định rằng phụ nữ có thể làm được nếu có đam mê và hoài bão. Mặc dù tại Việt Nam, 31% số doanh nghiệp là do phụ nữ gánh vác vị trí lãnh đạo. Tỷ lệ này thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Nhưng đa số các doanh nghiệp đó lại có quy mô nhỏ hoặc rất nhỏ, hạn chế về công nghệ, vốn, cơ hội tiếp cận thị trường. Và những người phụ nữ lãnh đạo doanh nghiệp chưa thực sự tự tin để nói về triển vọng của doanh nghiệp của mình. Nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp số, phụ nữ chưa có thế mạnh rõ rệt, bởi vậy sự lo lắng càng lớn. Lựa chọn lao động nữ hay lao động nam, các vị trí phân công công việc ra sao, đảm bảo bình đẳng giới hay phát triển doanh nghiệp, đó là những câu hỏi không dễ trả lời.
Ví dụ, với doanh nghiệp của chị Liên, lao động nữ chiếm đến 70%, nhưng phần lớn lại ở các vị trí lao động giản đơn. Các vị trí chủ chốt vẫn do nam đảm nhận. Các vị trí thì được cân nhắc các yếu tố về tính chất công việc, thời gian. Ví dụ như là những cái công việc mang tính vận hành hay là kỹ thuật ấy, thì cái tính trách nhiệm ở đấy nó cao hay thấp, hay là những cái công việc kia thì nó cân nhắc giữa các yếu tố như thế. Có những lúc thì mình thấy là đúng là thiếu nam, nhưng cũng có lúc thì là công việc ấy thì lại thấy là phù hợp với nữ. Nhưng mà em thì em thấy là làm việc với nam dựa trên tính chất là quản lý thì làm việc với nam thì nó sẽ có một cái đấy là yếu tố con cái và gia đình không bị vướng bận nhiều hơn, mức độ xin nghỉ ít hơn. Bởi những yếu tố đó mà thực tế hiện nay đó là có sự chênh lệch thu nhập giữa lao động nam và lao động nữ. Giai đoạn 2009-2016, tiền lương trung bình của nữ luôn thấp hơn nam, chênh lệch khoảng 30 đô la Mỹ. Bình đẳng giới cần được thúc đẩy, nhưng cùng với đó, ngay bản thân mỗi người phụ nữ cũng cần thoát ly khỏi những lao động giản đơn. Tại một xã hội đang phát triển thì sự chủ động càng quan trọng hơn. Chủ động trong nâng cao kiến thức cho bản thân và cả nhận thức trong việc bên cạnh những rào cản khách quan, liệu mình có tự tạo ra rào cản cho chính mình hay không? Tháng 3 năm 2019, chị Ninh cùng 19 nữ cán bộ quản lý được lựa chọn tham gia hành trình hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo Win Journey lần thứ 3. Họ đều là các nữ lãnh đạo đến từ 7 bộ và cơ quan ngang bộ của Việt Nam, nắm giữ những chức vụ cao và có tầm ảnh hưởng tại cơ quan đang công tác. Việc có thêm những kiến thức về giới sẽ giúp họ lồng ghép giới trong quá trình tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, từ đó tạo ra những thay đổi trong việc thực thi bình đẳng giới. Hành trình Will 3 bao gồm các nội dung về phát triển chính sách và đặc biệt là thực thi chính sách. Nhìn nhận về sự phát triển của luật pháp và chính sách của chính phủ, đồng thời áp dụng những quy định đó vào thực tế sẽ là những nội dung chúng tôi tập trung đào tạo cho các học viên. Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo lần đầu tiên được triển khai từ năm 2017 với sự tham gia tích cực của các học viên và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức Việt Nam. Hành trình này là một hợp phần trong chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo Nữ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khóa học kéo dài 10 tháng, bao gồm các hoạt động tại Việt Nam và 6 tuần học tại Australia, nhằm giúp các nữ lãnh đạo tiềm năng trở nên tự tin hơn, có các kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới, tham gia tích cực vào việc đưa ra quyết định trong tổ chức của mình. Ở Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ có năng lực tham gia lực lượng lao động cũng ngang bằng với nam giới, nhưng họ gặp khó khăn khi muốn thăng tiến. Chúng tôi mong muốn hợp tác với chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy năng lực của phụ nữ trong doanh nghiệp có thể giúp tạo ra động lực tăng trưởng tương đương với việc ký kết một hiệp định lớn như CPTPP vậy. Chinh phục những đỉnh núi cao, tham gia những trò chơi mạo hiểm, những hoạt động thể chất này không chỉ giúp các nữ học viên rèn luyện sức bền mà còn thúc đẩy chị em vượt qua nỗi sợ của bản thân. Một số chị em gặp rào cản về tâm lý. Họ nghĩ rằng bản thân mình không thể chinh phục được ngọn núi cao. Vì thế, chúng tôi đặt ra thách thức cho các học viên để họ nhận ra rằng những việc tưởng chừng bản thân không thể làm được lại hoàn toàn nằm trong khả năng của họ. Mục tiêu của khóa học sau 6 tuần ở Australia đó là các học viên hiểu rằng vấn đề không nằm ở bản thân họ, mà thực tế họ có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Họ được truyền cảm hứng để bắt đầu khai phá những tiềm năng của bản thân, được truyền cảm hứng để bắt đầu hành động, đưa những chính sách vào thực tế xã hội. Bên cạnh các hoạt động thể chất, một trong những nội dung quan trọng khác của khóa học là những buổi chia sẻ kiến thức chuyên sâu của các giảng viên, chuyên gia về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới. Những nội dung quan trọng được đào tạo bao gồm các cơ chế về công bằng và bình đẳng giới, phụ nữ với vai trò lãnh đạo và ra quyết định, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái và hỗ trợ người khuyết tật hay các đối tượng yếu thế. In
Mình ấn tượng nhất là cái chương trình học rất là hữu ích đối với, đặc biệt đối với những cái cán bộ như mình công tác tại các bộ ngành mà làm chính sách ấy. Nội dung môn học như là bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, quá trình giúp phụ nữ các cái kỹ năng trong cái quá trình ra quyết định và trong cái lãnh đạo trong công việc ấy, thì mình thấy là nó rất hữu ích. 6 tuần đi Úc, mình thấy cái cách thức mà người ta ra quyết định và trao quyền, thì đấy là cái bài học mình thấy mình cần áp dụng trong cái công việc của mình. Có một bài học tôi thấy là rất là quý giá là làm thế nào để làm trở thành một người lãnh đạo bình đẳng giới. Người lãnh đạo đấy không chỉ có sức mạnh về quyền lực mà người lãnh đạo đấy còn phải có cái sức mạnh về cái sự truyền cảm hứng, thấu hiểu và trao quyền cho người khác. Cái hành trình này là một cái bước ngoặt, nó thay đổi rất là nhiều trong cuộc sống cũng như là trong công việc của tôi. Nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn trong cái việc tôi theo đuổi cái mục tiêu là tôi phải thực hiện cái hoạt động đó cho rõ ràng, cho đạt được cái mục tiêu đề ra. Qua cái khóa học này thì mình cũng đã kết nối được một mạng lưới rất là lớn giữa chị em, 20 chị em của 7 bộ ngành, rồi thì một cái mạng lưới Hội Liên hiệp Phụ nữ. Thì đấy là một cái cơ hội cho mình rất là lớn để vừa là mở rộng cái mối quan hệ, vừa là có tích lũy thêm những cái kinh nghiệm cũng như là mở rộng thêm cái mạng lưới xã hội. Rất là hạnh phúc nếu các bạn có một cái cơ hội được kết nối với Win, bởi vì ngoài cái việc trải nghiệm là một vị trí lãnh đạo như thế nào, ngoài cái việc là anh được trang bị những kỹ năng để làm lãnh đạo thì anh còn khám phá được chính bản thân mình. Và tôi nghĩ rằng là đối với một người phụ nữ thì khám phá và cân bằng được bản thân mình là cái mục đích tốt đẹp nhất để tạo cho họ sự hạnh phúc. Kết thúc khóa học, các nữ học viên trở về Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, áp dụng kiến thức được học vào việc thúc đẩy và thay đổi tư duy về giới, cũng như vai trò của nữ giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại địa phương. Chị Ninh cũng ấp ủ một dự án của riêng mình. Bên Úc thì người ta cũng có những cái câu lạc bộ dành cho nữ về khoa học, rất là thúc đẩy cho nữ, họ tạo một cái mạng lưới. Trong cái quá trình học ở Úc về thì mình cũng đã nhìn thấy được cái mình có thể làm được cho cái phái nữ. Dự án ứng dụng của mình thì hiện tại là mình đang làm cái dự án là nâng cao cái kỹ năng về xúc tiến thương mại cho các cái doanh nghiệp do nữ làm chủ. Thì hiện tại thì cục mình cũng đang đào tạo rất là nhiều cái dự án mà nâng cao năng lực về kỹ năng xúc tiến thương mại cho tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế thì tuy nhiên sau khi tham gia cái khóa học này thì mình nhận thấy là cái đối tượng là nữ, đặc biệt là cái doanh nghiệp do nữ làm chủ, thì cần được phải chú trọng nâng cao kiến thức hơn. Do vậy mà mình đã vận dụng cái dự án, là vận dụng cái kiến thức đã học được. Về một số hoạt động của mình thì trước tiên là mình tổ chức một cái hội thảo tập huấn nâng cao cho những nữ doanh nghiệp do nữ làm chủ, thì mình sẽ phối hợp với Hội Nữ Doanh Nhân Việt Nam, Hội Nữ Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa của thành phố Hà Nội. Chị Lê Kim Oanh là một trong những nữ chủ doanh nghiệp tham gia vào buổi tập huấn do chị Ninh lên ý tưởng tổ chức. Theo đuổi ý tưởng về dòng mỹ phẩm thiên nhiên gần chục năm trời, chị Oanh có niềm tin vững chắc vào chất lượng sản phẩm của mình. Thế nhưng, bùn khoáng Zenna vẫn vấp phải nhiều khó khăn ngay trên sân nhà. Khi mà bắt đầu xây dựng thương hiệu thì cũng gặp rất nhiều khó khăn ở thị trường trong nước. Thì chúng tôi mới nghĩ đến một cái con đường mà có thể nó sẽ mở ra tương lai hơn cho Zenna. Đấy là xuất khẩu. Thực sự là sân chơi Amazon, đó là một cái nơi khởi đầu cho ước mơ xuất khẩu của bùn khoáng Zenna. Xác định con đường của Zenna là xuất khẩu và cụ thể là Amazon, nhưng chị Oanh và cộng sự cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi thương mại điện tử là một khái niệm còn khá mới, đặc biệt với những người khởi nghiệp lần đầu tiên như chị Oanh. Cái sân chơi đấy là một sân chơi quá lớn và nó thực sự là mới mẻ với cả các doanh nghiệp Việt Nam. Và nhờ có cái sự đồng hành hỗ trợ của Cục Xúc Tiến Thương mại thì các doanh nghiệp cũng đã được trao cho những cái kỹ năng, những cái kiến thức cần thiết để làm sao mà có thể xuất khẩu thông qua thương mại điện tử thành công như là những cái doanh nghiệp ở các quốc gia khác trên thế giới. Và chúng tôi cũng đã được Vietjet mời đến tham gia những cái buổi đào tạo bởi những cái chuyên gia đã có rất là nhiều kinh nghiệm kinh doanh trên Amazon. Và tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một trong những cái bước được khởi đầu cực kỳ thuận lợi để mà các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với một cái sàn thương mại điện tử lớn bậc nhất thế giới. Qua buổi tập huấn, chị Oanh đã nắm chắc hơn về các kỹ năng bán hàng qua kênh thương mại điện tử. Chị nhận được tư vấn từ những bước cơ bản nhất như tạo tài khoản, lên danh sách mặt hàng, vận hành tài khoản, tiếp cận dịch vụ vận chuyển và giao hàng của Amazon, cũng như giải quyết các vấn đề khác liên quan. Ngoài ra, chị còn được hỗ trợ từ các chuyên gia trong việc phát triển thương hiệu và hàng hóa Việt Nam trong môi trường thương mại điện tử xuyên biên giới.
Mình cũng đã từng có khảo sát với một số doanh nghiệp thì thiếu, thứ nhất là cái đầu tiên họ thiếu là cái kiến thức, bởi vì là họ cũng không có nhiều thời gian để họ được tham gia những cái lớp tập huấn, lớp đào tạo. Bởi vì là họ nữ thì họ cũng phải cân bằng giữa cái công việc cơ quan, công việc kinh doanh và cái công việc của gia đình. Nữ giới thì cái mạng lưới của họ nó cũng đang ít hơn, nó không được rộng như nam. Thì mình hy vọng rằng những cái lớp của mình tổ chức như này thì ngoài việc cung cấp cho họ những kiến thức thì cũng tạo cho họ một cái mạng lưới giữa các cái nữ chủ doanh nghiệp để họ có thể cùng trao đổi, cùng chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm để cùng hỗ trợ nhau nâng cao kỹ năng cũng như là nâng cao hiệu quả sản xuất hay là hiệu quả xuất khẩu cái hàng hóa phục vụ cho cái doanh nghiệp của họ càng phát triển. Thời buổi công nghệ 4.0 thì ai có nhiều thông tin hơn thì có lẽ là người đấy sẽ có lợi thế hơn. Thì thông qua cái buổi đó thì các doanh nghiệp, đặc biệt là phụ nữ, được trang bị những cái thông tin mà nhiều khi là mình cũng bị hạn chế về cái mặt kỹ năng tìm kiếm chẳng hạn. Thì chúng tôi đã có thêm được những cái thông tin mà có các chuyên gia, các diễn giả họ đưa đến, thì để rút ngắn cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu để mà tìm kiếm những cái thông tin đấy ở đâu. Thế còn sau đó để mà vận dụng được nó như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào từng doanh nghiệp. Bản thân doanh nghiệp tôi thì cũng có những cái thông tin mà chúng tôi có thể sử dụng được ngay. Sau những nỗ lực để bắt nhịp với các kiến thức mới, chị Oanh đã nhận được trái ngọt. Thương hiệu bùn khoáng Genna là một trong 105 thương hiệu được Amazon Global Selling và Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương lựa chọn tham gia vào chương trình thương mại điện tử xuyên biên giới. Ước mơ ghi dấu của thương hiệu thuần Việt trên bản đồ mỹ phẩm thế giới cũng trở nên gần hơn. Trong quá trình tiếp theo thì mình cũng có đề xuất xin với lãnh đạo cục trong năm 2020 xây dựng một cái đề án, là đề án trong giai đoạn 3 năm là 2020-2022, là tổ chức mỗi năm khoảng 2 đến 3 lớp tập huấn về các kỹ năng xúc tiến thương mại và trong các cái lĩnh vực khác nhau. Từng năm thì mình sẽ lựa chọn cái chủ đề phù hợp thực tế với cả các cái kiến thức mà các cái nữ doanh nhân đang còn thiếu. Thì cái đề án này cũng đã được lãnh đạo cục phê duyệt với kinh phí là 500 triệu đồng. Thì mình cũng hy vọng là trong cái giai đoạn tiếp theo thì với những kiến thức cũng như những cái kỹ năng cũng như cái kinh nghiệm mà những cái lớp học này mang lại thì các cái nữ doanh nhân của chúng ta sẽ được trang bị kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm để tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng trong nước cũng như là góp phần cho cái sự phát triển của đất nước. Trong cuộc cách mạng 4.0, phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng trong nền kinh tế cũng như khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Sự phát triển không ngừng của công nghệ đã và đang mang lại nhiều tiến bộ về năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Trong bối cảnh đó, công nghệ chính là phương tiện trao quyền cho phụ nữ và hiện thực hóa các mục tiêu về bình đẳng giới. Sự chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ sẽ thúc đẩy sự tham gia ngày một nhiều hơn của phụ nữ trong nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế số. Kinh tế số là lĩnh vực đang ngày một phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Nền tảng của kinh tế số là công nghệ thông tin và truyền thông. Đó là mạng Internet, các kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại di động để thực hiện các hoạt động giao dịch, để tham gia vào thị trường. Ví dụ, 90% công việc trong tương lai sẽ đòi hỏi các kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông. Và đây là một lĩnh vực đầy cơ hội để phụ nữ có thể tham gia, có thể đóng góp và hưởng lợi. Có thể thấy, phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng, không chỉ với xã hội mà còn với nền kinh tế, trong những lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Không chỉ việc tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam theo kịp dòng chảy của công nghệ, mà cần tạo một môi trường cởi mở, từ luật pháp, chính sách, hỗ trợ tài chính, hay là sự nhìn nhận mềm dẻo hơn về khuôn mẫu của người phụ nữ trong gia đình. Tất cả những yếu tố đó đều cần được thực hiện đồng thời. Và khi đó, phụ nữ Việt Nam sẽ được khuyến khích để tiến xa hơn. Quả thực, càng ngày phụ nữ hiện đại càng nhiều nỗi áp lực. Vẫn phải giữ sự đảm đang của phụ nữ Việt truyền thống, khẳng định bản thân về kinh tế, sự nghiệp để không bị lỗi thời trong thời đại 4.0. Nhiều người đã tự hỏi, hoàn hảo hay hạnh phúc? Nếu như cuộc sống thiếu đi những mục tiêu phấn đấu thì sẽ nhàm chán vô cùng. Vì vậy,
hoàn hảo cũng là một động lực để chúng ta cố gắng hơn mỗi ngày. Nhưng chạy theo sự hoàn hảo bằng thước đo tiêu chuẩn của xã hội, đến gò ép bản thân, thì đó là mầm mống của những áp lực nội sinh. Phụ nữ 4.0 hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một cuộc sống độc lập, tự do, mà trong đó quan trọng hơn hết chính là một tương lai vô cùng vững chắc bằng chính năng lực phấn đấu của mình. Có rất nhiều cách để định nghĩa hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ rằng hạnh phúc là quá trình phát triển tiềm năng bản thân, tìm thấy niềm vui từ gia đình và khi được đóng góp cho xã hội. Mỗi người phụ nữ lại có một con đường riêng, nhưng tôi cho rằng khi được trao cơ hội, được tiếp cận, họ sẽ tìm thấy hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Of course, brings well-being for them, for themselves, and for the family as well. From what in my experience is too much of a national discussion. Chúng ta vẫn thường cho rằng phụ nữ là nhóm cần được bảo vệ, mà không thử nghĩ theo góc độ khác. Phụ nữ là cần được trao quyền. Hãy thử hình dung những cách khác để đưa ra quyết định, hay thử những cách xác định quan điểm mới mẻ. Tất cả những điều đó cần sự can đảm, dấn thân. It requires a lot of courage. Của cách mạng công nghệ 4.0 thì tôi thấy rằng là nó thực tế nó là một cơ hội tuyệt vời để phụ nữ có thể khẳng định được giá trị bản thân, vượt qua những cái giới hạn của bản thân. Bởi vì thế giới chúng ta bây giờ là thế giới phẳng, cho nên là phụ nữ hoàn toàn có những cái cơ hội ngang bằng với các đấng nam giới. Có câu nói rằng đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ. Tôi nghĩ giờ đã đến lúc chúng ta đặt sự thành công của nam giới và phụ nữ ngang bằng nhau. Đã tới lúc phụ nữ không chỉ là người đứng sau mà nam nữ bình đẳng. Điều này thúc đẩy nền kinh tế, có tác động tốt tới xã hội và các thế hệ sau này. Bình đẳng khiến thế giới tốt đẹp hơn.